Ok, hôm nay anh em, hôm nay thì chúng ta sẽ không có xây dựng gì nữa, chúng ta đi làm game. Game có tên là game Builder Tycoon. Đây chúng ta lướt qua cái dàn template nữa nha. Game này thì nó sẽ ra mắt vào cuối tháng này luôn, 30 tháng 9. Thì tôi thấy hay hay nên cũng nhận chơi thử nó coi như thế nào. Trong con game này thì anh em sẽ là khởi nghiệp từ một nhà dev indie nào chẳng hạn, một mình solo một dự án đẩy lên. Thì sau này chúng ta có thể phát triển thành nguyên một cái studio nơi mà lãnh đạo rất là nhiều anh em khác cùng với nhau làm game chẳng hạn. Thì không biết là đến mức tối đa thì game này có thể làm như thế nào, tôi cũng chơi thử cho biết giai đoạn ban đầu thôi. Doanh thu triệu triệu đô như thế này là thấy sáu mặt bài đó nha. Game này thì cơ bản chúng ta chỉ có phone list và xem mấy thông tin quảng cáo như thế này thôi. Nó sẽ thống kê để cho anh em giữ việc lựa chọn rồi đưa ra kết quả cuối cùng. Quá trình làm việc nó thì tự động làm hết. Game này không có tiếng Việt mặc dù hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Tải gần xong rồi. Game thì tôi cũng có làm nhưng mà không có được như cái trình độ như trong con game này đâu. Đây, giới thiệu với anh em con game của tôi làm luôn. Nó là như thế này. Nhạc cái đâu vậy ta? Đó, game của tôi nè, Logic XCAP, chuẩn bị giảm giá, Steam mới gửi cái mà giảm giá luôn. Đây nè, thông báo thanh toán Steam mới nè. Xin chào, vào chưa gửi tiền trả tháng này cho bạn bởi vì số dư không đạt được ngưỡng thấp nhất cho đến cuối tháng 8. Rồi đó, thấy chưa? Game tôi thì bán mấy năm trời mới được rút tiền một lần. Thì nó cũng gần một năm rồi. Bán tới giờ cũng chưa ra mắt đâu, còn lâu lắm. Trong lúc chờ nó tải game thì chúng ta lướt qua con game của tôi chứ không phải là game của người khác nha. Logic XCAP. Chuẩn bị giảm giá nữa, giảm còn 40 ngàn thôi, chưa tới 2 đô nữa đó. Anh em nào thích thì canh giảm giá mua, còn không có nữa inbox tôi gửi cho. Không gài đi phát kia cũng nhiều lắm nên em cứ yên tâm. Xong nè. Chưa chưa chưa, nó còn tí nữa. Game này thì tôi vẫn chưa biết giá bao nhiêu, hiện tại đang có bản demo để anh em có thể trải nghiệm đó. Còn bây giờ thì chúng ta vào game thôi. 99 nhầm, ok. Đây. Mắt bài Unity. Game này để cửa sổ nha. Anh em thấy cái vạch trắng thì cũng đành chịu thôi chứ tôi chả biết sao đâu. Không có. Setting. Nhạc nhỏ xuống tí, audio thì tầm cái này ha, không khui màn hình đâu, để cửa sổ thôi. Tại giờ đang làm việc nên còn ghe chuột ra nhạc nghe cũng phiêu chết đó chứ. Rồi new game. Đây là mình đó hả? Thanh niên đơn thân độc mã một mình một game luôn. Cái nhân vật của bạn thì sẽ có 6 kỹ năng nhất định. 6 kỹ năng này nó phụ thuộc vào ba cái chỉ số chính là trí tuệ IQ. Cái này là điểm sáng tạo, cái này là điểm tầm nhìn. Tôi nghĩ anh em mà ban đầu khởi nghiệp á thì cái IQ nó quan trọng nhất, một thân một mình làm. Tiếng game lớn quá ta. Tiếng nhạc hơi lớn. Còn cái điểm sáng tạo này thì khi anh em lên cái chức mà trưởng ban dự án đâu á, dạng mà manager quản lý đâu á, thì cái này nó quan trọng. Còn tới tầm nhìn là anh em dạng như CEO giám đốc tập đoàn rồi đó, lúc đó thì đưa ra mấy cái định hướng tiêu biểu. Không có thanh niên nào mặc ngu ngu giống tôi đâu. Áo hồng nữa trời. Nhân vật thì chúng ta chỉ có chọn sẵn thôi. Thanh niên này mặc ngâu ngâu giống tôi nè, nhưng mà chắc chọn châu Á đi. Sao tóc anh đây anh em thấy màu đen, qua đây nó bạc trắng nha này. Mà mấy anh dev thì thường tóc đạt bạc đồ bình thường. Đây cộng điểm 10 là tối đa nha. Điểm tầm nhìn này tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến tương lai nhiều hơn. Cái này là 6 cái chỉ số cơ bản của mình. Điểm này điểm kỹ thuật là chắc liên quan đến việc anh em mà viết code hay cái gì đó chẳng hạn. Cái này là điểm mà nghệ thuật thì liên quan đến anh em vẽ mấy cái phác thảo 2D 3D design đó. Điểm viết lách thì nó liên quan đến sáng tạo và cốt truyện, mấy cốt truyện lời thoại nhân vật rồi tương tác là NPC đồ chẳng hạn. Design là anh em thiết kế map, thiết kế bản đồ, xây dựng thế giới hoặc 3D chẳng hạn. Cái này thì audio âm thanh nó gồm có nhạc nền nè, mấy cái nút anh em bấm vô là lít qua lít lại luôn nè đó. Thì nó là dạng UX UI button sâu rồi nhạc nền rồi lời thoại nhân vật. Còn cái này kỹ năng marketing thì sản phẩm anh em bán hàng. Mà tên công ty của chúng ta là Đái Xã Hội, vươn lên từ đáy xã hội, vươn lên không được thì nằm dưới luôn.
Ơi, chào mừng bạn đến với game Buddha Tycoon. Bạn sẽ luôn muốn, từ nhỏ thì mình đã muốn phát hành một con game rồi. Bây giờ đã 20 tuổi, đã đến lúc bắt đầu đó. Trời, nó phần nữa, một phần, 2/3 tuổi thôi à. Bố của bạn thì rất là giàu có nên cho bạn một số tiền để ủng hộ giấc mơ của mình. Bây giờ bắt đầu cuộc hành trình của bạn. Trong cái game Buddha Tycoon này, giấc mơ của bạn sẽ là vui một con game và xây dựng nó thành một công ty luôn. Nó mất khoảng 40 năm mà giờ biết sống thọ được tới đó không ông? Mỗi cái lần lựa chọn của mình, mỗi cái lần review á thì mình sẽ cần phải mất một cái quãng đường rất là dài để trở thành một cái nhà sáng tạo game gì đó nét nét. Bắt đầu thì bấm vào cái icon dấu cộng này, City Builder rồi cái điểm công nghệ đó, PC lượng nhỏ, mình sẽ chọn theo thứ tự là cái loại nè, chủ đề chính của con game là tên tuổi con game là tính năng của con game nét luôn. Khi mà bạn phát hành con game trên cái store á, năm này là năm 2005, hình như chưa có Steam đâu. Chúng ta chỉ đăng game lên web hoặc là ba cái trang mà dạng tải trên diễn đàn rồi thôi, ai chơi tải về thôi. Khi mà mình đăng game lên cái diễn đàn thì người chơi sẽ đánh giá những con game mình dựa trên chất lượng của nó. Game chất lượng như thế nào thì lựa chọn phụ thuộc vào cái trình độ kỹ năng của mình. Trời ơi, người ta thì có thể thích hoặc ghét công ty, 7.4 điểm đánh giá đầu nó là chìa khóa của thành công. Khi bán con game á thì nó sẽ giống như một thế giới thực vậy, bạn sẽ bắt đầu với cái lượng mà bán hàng rất là nhỏ. Những cái người tín đồ, những người theo dõi của bạn á thì sẽ tăng dần theo cái mỗi tháng này, quyết định chất lượng con game ra mắt. Tức là mình có thể tăng follow, cái lượng follow này thì game ra thì những cái tín đồ đó dạng như fan của mình thì sẽ mua thôi. Rồi. Những cái chỉ số này nó sẽ ảnh hưởng bởi chất lượng giá trị game, những cái bài đánh giá, những cái chủ đề marketing và lượng tài nguyên mình đầu tư cho con game. Mất 8 năm như con cót hả? Thời gian trong con game này thì sẽ tính theo tháng. Mỗi tháng thì nó sẽ ra cái sự kiện gì đó. Nên cứ thư giãn mà chơi, đừng có mà đẩy nhanh tiến độ quá, cứ thong thả đi rồi ok. Đây là căn phòng của mình, đồ gỗ không có ánh sáng mặt trời, anh bếp xây mặt như đây. Cửa hướng này á, thì thường là mấy anh dev phải quay hướng này nè chứ không ai đưa màn hình ra cửa đâu. Bây giờ làm gì? Chúng ta có 50k tiền vốn của mà ông bố để ra tài trợ, cái này không có follow nào cả, cái này là công ty của mình đó hả? Có 6 cấp độ là từ thích đến ghét luôn. Cái này là chắc công ty của mình ảnh hưởng đến người ta, cái này năm 2005. Bây giờ lựa chọn một thể loại game. Thể loại đầu tiên là platform. Platform là cái màn hình ngang. Cái này là thẻ bài, còn cái này là những game casual đơn giản. Cái này là game giả lập cuộc sống, còn cái này là RPG, còn cái này là đua xe. Nhập vai phiêu lưu á, anh em mà đầu tiên khởi nghiệp với game này là toàn luôn. Khởi nghiệp đầu tiên tôi khuyên anh em tốt nhất là hai thể loại này. Đua xe nó cũng có cái khó nè. Sáng tạo thì anh em phải có mechanic của game, tức là cái cơ chế gameplay nó phải hoạt động sao cân đối hợp lý á. Còn cái giả lập cuộc sống này thì hên xui, nó có nhiều cái vi mô dạng như anh em xây cái nhân vật nó đi lại như thế nào, tương tác với nhà cửa, nó sống trong cái nhà đó, nó làm cái gì đó. Thì cái này vi mô sẽ tốn thời gian, nên anh em khởi nghiệp ban đầu thì tôi nghĩ hãy lựa chọn này tốt nhất. Platform là dạng như con game Mario nào á, con cha đó nó chạy trên một cái nền tảng riêng. Còn cái này casual, casual thì nó dễ hướng đến cái đối tượng người chơi đơn giản, nhanh gọn lẹ, mình khởi nghiệp bằng cái này thì được. Game tôi là cũng dạng một phần casual đó. Casual này nó có chủ đề đấm nhau hả, chiến binh đấm nhau ở siêu anh hùng vũ trụ, quái vật, con này là ma quái à, siêu nhiên á. Casual mà hướng đến siêu nhiên thì thường mấy con game kinh dị á, có chủ đề Honor kinh dị không? Không vậy chắc tôi chọn cái này luôn. Không, casual hướng đến này khó lắm, cái này thường à, nghệ thuật. Chúng ta có PC, console và mobile và dạng tay cầm. PC thôi 50.000 chưa, chỉ trên còn 48.000. Kích thước game là nhỏ, người chơi là một người chơi. Casual 2D hay 3D? 2D thôi. Ban đầu á, game 2D nó chưa chắc dễ hơn 3D nha, tùy thể loại của anh em. Vậy anh em có mà xu hướng nghĩ game 2D nó làm dễ hơn 3D là sai lầm đó. Phong cách đồ họa của chúng ta là hoạt hình, pixel graphic, stylist là dạng cách điệu. Còn cái này là tối giản. Tối giản này hợp với casual nhất luôn á. Tên game, game tên gì? Tên game là quan trọng lắm đó nha, suy nghĩ cái này là mất cả mấy ngày trời đó. Từ từ để tôi nghĩ thôi. Game đầu tay của chúng ta là Bắc Ma. Săn ma.
Diệt tỏa. Sau này có lên sẽ ghi đồ không ta? Sao ma diệt cỏ. Cái này là những cái thứ tự ưu tiên của mình. Cái này là tính năng và lập trình. Chắc là liên quan chỉ số EQ của chúng ta. Cái này là nghệ thuật và hình ảnh. Cái này cốt truyện. Tuyến nhiệm vụ, lời thoại nhân vật. Thiết kế màn chơi, âm nhạc. Casual thì nó rất là đơn giản. Dev nó cũng bình thường thôi. Điểm nghệ thuật đồ họa thì nó phải cần ưu tiên. Casual không quá khó để làm đâu. Cốt truyện thì cũng không cần trong mấy game này nó. Hạ xuống tí. Level design thì thể loại mình siêu nhiên thì chắc cũng cần tí đó. Anh em không muốn là đi bắt ma trong cái chỗ mà không biết đường đi như thế nào đâu. Coi, chúng ta nét. Hả? Chọn điểm nữa hả? Casual thì UI nó chỉ là một phần nhỏ, hiệu ứng cũng phần nhỏ luôn. Người tăng cái điểm này nhiều quá rồi. Có cách nào bắt lại không? 9 điểm lần nào? AI với tính năng thôi, không cần tối ưu. Mình còn 3 điểm nữa hả? Coi, dọa ma cho anh em mà sợ té đái luôn. Coi, bây giờ là kể chuyện. Không cần hội thoại đâu. Thiết kế màn chơi. Thiết kế màn chơi thôi có mà quật gì đâu. Tương tác giữa những người chơi 2 điểm. Hiệu ứng âm thanh phải cao lên. Rồi. Hả? Bây giờ chọn cái nhân những cái người tham gia vào dự án của mình. Trời ơi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà. Đơn thân độc mã, cân hết mọi thể loại. Kỹ năng viết lách của mình hơi thấp, kỹ năng mà đồ họa của mình cũng hơi thấp nữa. Design thì trung bình ổn, âm nhạc, audio, marketing tương đối trung bình. Cái này là chính sách truyền thông của mình là chỉ có truyền thông bằng mồm thôi. Thậm chí không làm được cái bản demo luôn nè. Rồi, bắt đầu làm rồi đó hả? Cái dấu sao này là sao ta? Chi phí sinh hoạt hàng tháng của mình là 2.000 đô, gần 50 củ nữa hả trời. 2 tháng rồi. Con game đầu tiên của tôi là cũng mất là 4-5 tháng đâu mới xong đó nha. Tự học tự mò tất cả từ đầu á. Săn ma diệt cỏ, thể loại đơn giản, chủ đề chính là siêu nhiên một tí. Tốn 13k đô, ây da. 7 điểm, 6 điểm rưỡi, 5 điểm rưỡi, 6 điểm rưỡi, tổng điểm trung bình con game đầu tay của chúng ta là 6.4 điểm. Cái này là chắc mid-range trên team rồi. Cơ bản là chơi ổn, nó có một vài tính năng đó, tạm ổn luôn. Game concept, game gì đó, rất là trung bình. Hy vọng là nó có thể tốt hơn. Rồi, nói chung là những cái lời này đánh giá là mid-range trung bình mình thôi. Ít ra cũng phải 7 điểm chứ sao 6.4 điểm vậy? Nghiên cứu đã được mở khóa. Tính năng nghiên cứu chủ đề mới, thể loại, thiết bị gì đó, độ rộng của con game như thế nào đó, mình có thể mở khóa qua đây. Coi. Mình có thể nâng cao cái kỹ năng nhân vật của mình bằng cách nâng cao kỹ năng đi học một khóa code jam đâu nè. Còn mình có thể xem lại cái thông tin, cái dàn nhân vật của mình, cái những con game mình đã phát hành cho coi nó như thế nào. Ngoài ra có thể xếp hạng ranking những con game này luôn. Netmeed cổ tích Việt Nam. Trong quá trình làm game á, thì mình sẽ có là những cái tính năng đặc biệt nữa, như cái mấy cái sự kiện đặc quyền rồi đó. Như cái này là phần dịch thuật đa ngôn ngữ, còn cái này là phần hướng dẫn tutorial làm dễ mà sao không làm. Này là báo cáo tài chính. Chúc mừng bạn Săn Ma Diệt Cỏ đã được lên kệ, bạn nhận được 6.000 đô, gần 6.000 đô và 2 người follow. Bèo gì giống. Ây da. Nhạc nhỏ anh tí ha. Ba cái nhạc này nó hơi đau đầu á. Đây là lịch sử của mình. Vậy là lỗ hả ta? 13.000 đô đêm về có 6.000 đô với 2 follow à, chết tôi rồi. Khoan khoan, đi nghiên cứu cái gì coi. Đây nó mới nói nghiên cứu cái gì nè. Này là tăng kỹ năng nhân vật mình. Code thì đã khá là cứng rồi, chắc tăng cái trình mà này đi, 15k. 15k mất 4 tháng. Rồi mình
trong 4 tháng đó chi phí sinh hoạt của mình là gần 10.000 nữa là 25k đó. Quất. Bây giờ thì người chơi á, rất là yêu thích cái bản demo luôn, họ muốn thử qua nó trước khi bui. Rồi. Làm sao để học được cái demo? Ủa? À, mình bán mấy con game lặt vặt trong cái khoảng thời gian đó cũng tăng đường tí vào luôn nè. Nghiên cứu. Nghiên cứu nó có thể loại là chủ đề là thiết bị nè, quy mô đầu tư cho con game nè, truyền thông nè, tính năng đặc biệt nè. Dịch thuật. Nhiều người chơi thế giới mở. Nhiều người chơi này rất là khó nha. Thậm chí anh em một số con game anh em còn phải dựng một cái server riêng đó, tiền thuê server là cũng chi phí khủng khiếp luôn á. Cái này tùy chỉnh độ khó, còn cái này là thế giới mở. Tùy chỉnh độ khó thì đơn giản rồi, thì cha mod là dạng như anh em new game cộng đó. Viewpoint là góc nhìn của con game, góc nhìn thứ ba. Màn hình cuộn. Màn hình cuộn thì khá là đơn giản. Chơi game 2D thì nó hợp màn hình cuộn. 3.000 cũng rẻ. Quất. Chờ tí tiền còn khởi nghiệp nữa nghe anh ơi, all in tí là bay màu luôn á. Nghiên cứu này chủ đề á, trung cổ, viễn tưởng, chiến tranh, zombie. Có gì ngon ngon để mình nghiên cứu không? Nó mới nhắc cái demo gì thì nó nằm ở đâu vậy? Demo 8.000. Kệ thử lần đầu đi, phá sản thì chúng ta chuyển sinh đây lần nữa thôi. Còn bây giờ còn có 8.000 nè. Lương tôi tháng có 200 đô đó. Bây giờ còn 7.000 à. Rồi chúng ta chuyển qua con game mà 2D ha. Casual. 2D mà chủ đề 2D đồ ngon á. Chắc là do đấm nhau đi ha. Chiến binh 2D, cầm cái giáo phi 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 rồi đó. Hai D thì 2D thôi. Màn hình cuộn, chủ đề hoạt hình. Hả? Công ty của bạn bây giờ đã sắp phá sản rồi. Ngân hàng thì do bạn vay 120.000 đô, phải trả trong vòng 24 tháng, 24, 2 năm, 24 tháng với cái mức là lợi nhuận của cái mà cái gì ta, cái gì? Lãi suất là 10%. Vậy cũng rẻ mà. Lãi 2 năm mà 10% là ngon á. Chiến binh đá giếng. Từ đá giếng chúng ta sẽ vươn lên. Con game này thì platform 2D chắc cầm lý này. 30 đi. Điểm hồi nãy mình đi mình không phá thì bây giờ là cơ hội để mình xong cái trình đặt tiếp nha. Tôn ghi quét thì cũng trung bình thôi. Và design là quan trọng nhất trong cái 2D platform. Thiết kế màn chơi mà làm bậy làm bạ là mệt. Âm nhạc cái vướng hình ảnh trung bình luôn. Đầu tư nhiều cái này thì tôi nghĩ nó tốn thời gian. Hay là nó còn tốn cái gì nữa không ta? Nét thử xem. Tối ưu thì trung bình. Game 2D của chúng ta trên cái máy đơn giản mà. Tính năng thì cao lên. AI cũng trung bình thôi. Khó quá mới gặp mấy thằng chơi game như tôi. Game khó khó là nó bỏ luôn á. Animation, thiết kế UX UI hiệu ứng. 2D platform thì hiệu ứng không còn nhiều bằng cái animation. Cảm giác mượt mà được. Nếu mà design tương đối cao. Tương tác với người chơi trung bình, hiệu ứng âm thanh. Không cần lồng tiếng. Mấy con game mà nhỏ nhỏ lồng tiếng là mà cả một vấn đề á. Âm nhạc thì âm nhạc đấy. Cho nó chiêu chiêu một tí. Đầu tư vào web rồi chúng ta bắt đầu là nó chọn luôn cho mình ở đây siêu nhân cân hết quốc truyền thông mỏm và một cái bản demo miễn phí. Game tôi thì tất nhiên cũng có demo rồi. Cái này là mình có thể lựa chọn thêm nhiều lựa chọn, có thể chọn cùng lúc việt hóa bản địa, tùy chỉnh độ khó, chế độ mở rộng, thế giới mở, tùy chỉnh nhân vật hướng dẫn, không cái nào cả. Tutorial thì tôi sẽ phải học mới nữa. Trừ tiền nợ 16.000.
trừ tiền thuê nhà 2.000, báo cáo tài chính cuối năm đã có. Game đầu tay là game indie, chúng tôi đã phát hành cái phiên bản game miễn phí đầu tiên được tạo với cái chủ đề là chiều thời đại cho một cái indie làm. Nó rất đơn giản, dễ dùng, dành cho tất cả mọi người luôn. Mình đã học được cái kỹ năng mới, tăng thêm một số điểm gì đó. 18.000 đô cho con game này, lợi nhuận thu về bao nhiêu? 7 điểm rưỡi, 6 điểm rưỡi, 6 điểm rưỡi, 7 điểm rưỡi. Điểm trung bình của chúng ta là 7. Cũng không triển vọng thêm mấy. Cứ tầm chung chung như thế này thì khó lắm. Bây giờ mình có thể tạo game miễn phí để tăng, để tương tác với những người chơi game trả phí, rồi để đánh vô thị trường đó hả? Miễn phí thì chắc game mobile thôi. Mình sẽ không nhận được tiền cho đến khi mà cái tính năng thanh toán trong mà ứng dụng của mình nó được mở. Tính năng này sẽ mở vào 2013, tức là 7 năm nữa. Cần thêm vốn thì đi vay ngân hàng. Rồi ok, mỗi quý phải trả là mấy chục ngàn nè. Mình có tiền thì có thể nâng cấp cái văn phòng của mình lên, có thể thuê thêm những cái nhân viên nữa, tăng thêm cái đội ngũ. Ok luôn. 35.000, nhận được thêm 17 follow. Chiến binh đá giếng của mình lãi lỗ. Lãi nè. Chữ này ra vẫn lãi 17.000, nhưng mà chưa tí tính cái chi phí nghiên cứu đầu cái thứ. Bây giờ có tiền rồi thì cái này là chủ đề tối giản, tức là mọi thứ đều đơn giản, là nó giống hệt như cái này nè, tối giản đó. Cái này cũng chưa đến mức tối giản đâu. Tối giản là nó còn đơn giản hơn nữa. Nó dạng như mấy cái đường, mấy cái nét đơn giản thôi. Cái này là dạng stylist cách điệu, là giống con game của tôi cũng dạng stylist đó. Còn cái bên này là pixel graphic thì chắc anh em biết rồi. Tôi sẽ làm thêm một con game 2D nữa. Thôi có tiền rồi chơi lớn đi, stylist. Mình chưa có lên cái đồ họa mà phong cách ả thực như Unreal Engine được đâu. Thời này 2006 mà. Trời ơi, tốn tiền vay ngân hàng quá. Chắc mà tôi luyện thêm một mớ nữa, thiết kế. Rồi, lên trình vẽ đi. Bây giờ stylist của mình mới mở cái tính năng đó. 35k, 6 tháng. Quốc luôn ha. Đầu tư bây giờ thì sau này mình thuê nhân viên thì cái chỉ số này nó lại phí. Sao ta? Hồi nãy là bao nhiêu điểm mà nó lên được 63 vậy nè. Thôi kệ nó đi, không đầu tư nó đâu. Mình coi mình mở phá được cái gì. Chủ đề xây dựng là tôi hay chơi lắm nè. Đấm nhau, quản lý. Hai chủ đề này đi với nhau thì nó Goku-like. Giả lập. Giả lập là như chúng ta đang chơi nè. Anh em muốn tạo một con game như thế nào? Chủ đề chiến tranh, viễn tưởng, động vật, anime chứ nhầm, cướp biển, hậu đơn thế, tội phạm và công lý. Mấy cái chủ đề này mở thì tốn 5.000 trong một tháng, thể loại cũng tốn 5.000 luôn. Thiết bị thì làm game mobile đi. 2006 là anh em xài điện thoại gì đó. Hồi đó là tôi mới có con mà Viettel gì đó, Viettel BX8903 gì đó. 2006 không? Không nhớ cái điện thoại đó xài. Tạp chí mới. Chọn đúng cái thể loại và chủ đề, đó chính là chìa khóa thành công cho con game. Bây giờ làm một con game mobile miễn phí, tăng cái lượng tín đồ của mình lên. Free to play. Game mobile thì game casual thôi. Game casual cái chủ đề ma mị thì trên điện thoại nó khó hù lắm, không có đập nguyên con ma vô màn hình được. Chủ đề bối cảnh vũ trụ siêu anh hùng hay là thị giác ma mị, cái điểm này nó nặng về cái active lắm. Còn siêu anh hùng tôi nghĩ nó sẽ nặng về cốt truyện, nên cho cái chủ đề chiến binh này đi. Mobile thôi, game miễn phí mà.
2D. Mobile 2D màn hình cuộn. Phong cách đồ họa Tiled. Chủ đề gì bây giờ? Chủ đề mà chiến binh này nữa hả? Lại là chiến binh nữa rồi. Nãy đến chiến binh đã giếng rồi. Để tôi coi trên Steam mới có game nào tôi nhảy theo nó luôn. Đây đây đây. Con này MMO mới ra mắt. Con này là Hand of Tomb đó. Kinh đi Wood Fight Lone Lua này nào. Đây mình nhảy theo con này đấy. Đổi 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 lại. Lugia Lon, Lugia Lon nè. Casual thì trung bình thôi. À, ngày Tết mình mới học nâng cao lên, biết lách cũng tầm ổn trung bình. Âm nhạc trung bình, rồi trung bình hết, ưu tiên cái phần điểm đồ họa lên, game mobile mà em. Tối ưu thì mobile chắc không cần tối ưu đâu, tính năng thì thêm tí, AI cũng không cần, casual. Mobile thì mấy cái đoạn hội thoại rồi người ta dễ kỳ skip lắm nên có đầu tư vô cũng vậy thôi. Cốt truyện với nhiệm vụ đây, game đi play mà bây giờ mình chưa có thu tiền được của người ta đâu, tương tác với người chơi cao lên. Rồi truyền thông đầu tư luôn, mấy cái marketing nó cũng tương đối quan trọng đó. Từ mình quên học cái tu cái ồn ha, sắp phá sản đến đích rồi. Một tháng 2 tháng trung bình là cứ vài tháng để ăn game như thế này thì anh em sống khỏe luôn á. Săn ma diệt cỏ gần đây đã đi đến cái thời điểm ngưng rồi. Đây là tất cả lợi nhuận luôn. Trong lúc bán thì có một cái lượng nhỏ những người đó thích thích cái gì đó, game mình tổng cộng nhận được là 11.000. Con game này làm con game mobile miễn phí tên là Loon Go thì đó mà tốn 26.000 đô đó nha. Bèo quá vậy? Còn 5 6 điểm không à? Chết tôi rồi. Đây xe que đây một cái chuỗi game đây, bây giờ mình có thể tạo một cái chuỗi game bất kỳ giống như một cái game series gì đó, nó giống như game 1, game 2 và game 3. Rồi ok. Bây giờ nếu như mình làm cái chuỗi game á thì cái game sau phải hay hơn game trước, mang đến chất lượng để người mua trở nên rất thích thú với nó nhiều hơn. Còn không thôi là toàn nó nghe nó giống như con dao hai lưỡi gì đó. Còn nếu nữa nó sắp bật một cái là nguyên chuỗi của mình nó sắp bật luôn, hiệu ứng dây chuyền. Đăng được thêm có 35 follow là chết tôi rồi. Phá sản thôi. Không 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 còn có 40 ngàn thôi. Lạng quạng là bay màu luôn á. Thứ hạng 5 ngàn. Đáy xã hội. Follow người ta nhìn kìa. Phần web biết luôn. Bitlip Media Design như thế này nữa hả? Người ta tạo 5 game mà bao nhiêu tiền đây? Mình tạo 3 game nhiêu tiền đây? Con game của tôi chưa được 1.000 đô đâu nghe anh em. Rồi 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 hết tiền sống rồi. Coi lại cái thằng nhân vật của mình cái. Audio design test. Livestream. Livestream thì nó không nặng cái yếu tố đồ họa quá. Có game bắn súng nè, nghiên cứu game bắn súng à. Đúng không? Nó là đây. Thể loại shooter. Tốn 5.000 á trời. Bây giờ trả nợ ngân hàng phát là không chừng phá sản luôn đó nha.
Thôi chơi con game bắn súng, bối cảnh là vũ trụ, bắn súng mà zombie nữa thì ngon á, nhưng mà chơi bối cảnh vũ trụ đi. PC không có chơi mobile nữa đâu, bắn súng thì 3D. Chết rồi, chưa có mở hai cái này. Thôi nó xích 3D, đồ họa dạng mà stylish. Tên game là Half-Life, Half-Life 3, Half-Life 1. Từ từ đến Half-Life 2 và 3 nha. Một hai like với nửa like giống phải Half-Life. Đầu tư vô, đầu tư nhiều nhiều vô. Thui luôn. Bắn súng thì đơn thuần không cần quá nhiều gì cốt truyện. Level design thì nó quan trọng hơn là cái ạc. Rồi, hết. AI phải khôn lên củ hành người chơi cho nó nổi. Tối ưu thì cũng không cần. Bắn súng thì hiệu ứng nó vừa vừa thôi, hiệu ứng nhiều quá nó giống thuộc ai đó. Nhiệm vụ không cần hai cái kia, level design quan trọng nè, tiếng súng cũng quan trọng nữa. Thôi ok, tiếp tục. Lần này bạn quản nào phá sản đó nha. Cái này chắc phải mở thêm. Ơi 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 da. Bây giờ mình có một nhà phát hành đại diện là liên hệ đến cho của mình luôn. Mình sẽ phải chia 50% lợi nhuận ra nó. Chia 50% lợi nhuận cho họ thì ok. Từ nhà phát hành liên hệ contact với tôi là họ ăn tới 73 lần á. Bảy điểm, 6 điểm rưỡi, 5 điểm rưỡi rồi ăn cám luôn, chúng ta phá sản. 88k. Trừ nợ ra xong vẫn còn bốn mấy k, ngon. Tiền 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 tiền. Tiền đâu vậy? Ôi trời ơi. Nhưng mà nó tương tự với con này hả? Con này chưa kết thúc cái vòng đời phải không ta? Thì nào kết thúc vòng đời đi tính. Bên này là có cái gì? Mỗi quý thì mình phải trả 15.000, mình còn nợ 46.000 nữa hả? Làm game khó lắm, kiếm tiền không dễ. Cái chủ đề platform 2D màn hình cuộn như thế này nó vẫn ngon. Mình nên làm tiếp một cái chiến binh đáy giếng nữa ha. Làm xong một con game thì mình đi nâng trình bản thân lên tí. Marketing thì tạm ổn rồi. Đồ họa thì sau này đi khách thuê người khác. Thực ra là mấy cái mảng này á, anh em dev indie lần đầu khởi nghiệp á, anh em chỉ cần có hai mảng design này thôi, design với mà mảng kỹ thuật này thôi. Mấy cái này thực sự là nó rất rất khó luôn, bốn cái nó dưới là rất khó luôn. Thôi làm thêm con game đó, đầu tư cho bản thân cái này làm thử rồi, 66 điểm không. Jim Minh Niu. Ngành công nghiệp game bây giờ đang phát triển rất là cao luôn. Một tương lai tươi sáng cho dẫn lối của chúng ta. Rồi rồi rồi, rồi lắp lắp lắp. Bây giờ nghiên cứu thì tôi muốn nghiên cứu thêm một cái tính năng nào đó chẳng hạn. Hỗ trợ mod. Độ khó tùy chỉnh, bản dịch ngôn ngữ. Tutorial là cái quan trọng á. Còn hai mấy ngàn thôi, gán làm con game nữa rồi chúng ta phá sản. Còn 15 ngàn à. À. Thôi làm game, làm game, làm game. Giả lập cuộc sống, bắn súng, platform. Chứng minh đã diễn hay.
Chiến binh đáy giếng 2. Chết rồi, chữ chiến binh đáy giếng chứ làm sao. À, chiến binh cái gì đó. Bạn đã phá sản. Gì nhanh quá vậy? Ôi ôi. Đây đây đây, 1 phần 2 like của mình là cái này ngon nhất. Game nổi tiếng nhất gần đây nhất đó như này. Mới làm có 4 game mới có mấy năm à. Xài hết 50k của bố rồi, nợ ngân hàng đó. Rồi, bây giờ không để nợ nữa, làm lại. Khôn ra. Một cuộc đời nó nhanh quá. Đúng là dưới đáy xã hội thiệt. Bé ngọt đầu không có liên hệ gì với tôi cả. Cái này thì khá là cơ bản. Coi. Ủa, bây giờ có shorter luôn nè. Thôi đầu game làm thì simulator. Simulator chủ đề là Trung Cổ. Giả lập Trung Cổ như bán quán bia, bán rượu gì. Tôi mới viết cái review gần đây á. Đâu rồi cái trang TeamDB rồi, đây nè. Chúng ta nhảy theo game nào bây giờ. Bấm vô là cái phần lịch phát hành. Này có rất nhiều game luôn. Đây, đây theo tao vành tôi mới viết cái review sai. Alex, đổi lại. Quán cụ Alex. Bằng nhau hết. Cái này vui lên thì sao ta? Thử phát ha. Odin hết vô cái này coi thử sao. Nó chiều đều 555. Chả nghĩa lý gì luôn. Tương tác cho người chơi phải cao. Tại vì đây là con game simulator mà. Thiết kế thế giới thì cũng không cần nhiều nữa, chỉ cần đơn giản thôi. Truyền thông mỏm. Lần này không có chơi ngu chơi dại nữa nha. Tốn 2000, còn 43k. Lương nó gấp 10 lần tôi luôn á. Mỗi tháng nó xài 2000 chứ mà lương tôi mỗi tháng không khoảng 200 đô. 11k. 7 điểm. 5 điểm. Nửa này nửa kia. 7 năm á, sao mà trên lọt chứ gì ta. Nhiêu đây. Được nhiêu tiền vậy? Chết rồi, nó bị trùng cái gì đó, nó chồng lên rồi nè. 5.000, tốn 11.000, lỗ 5.000. Game tôi đến giờ thì nó vừa mới hòa vốn thôi. Tôi cũng bỏ 3 tháng lương tôi làm đó. Tính năng này nó tốn tiền quá. Khi nào mình có lượng mà tín đồ đông đảo đi. Hay trời ơi, còn thua nãy nữa. Tiếp con game nữa. Bây giờ chuyển qua con game mà coi cái chỉ số nhân vật mình cái này. Điều nhau danh. Điều nhau kiểu này á là hơi bị toán nha. Tại vì mình không có tập trung vào được một con game nào chất lượng ra hồn cả. Như anh em tăng cái điểm kỹ năng lên cao thì anh em làm mấy con game bắn súng có độ mechanic phức tạp đâu á. Tăng kiểu này là tăng ngu nè.
70 điểm tôi học thử tháng này coi nó lên được nhiêu điểm. Rồi có bản demo rồi, ok. Lên được 6 điểm luôn cũng khá. Chủ đề nào bây giờ? Thôi vẫn là chung gỗ đi, không có tận thế, không có cướp biển, không có cái gì cả. Game này nó cũng giống dạng dạng Roguelike đó nha, tại vì mỗi lần tôi chọn cái là nó khác đi một tí à. The Sim. Thôi AI nó ngu, mấy nhân vật nó quậy cái mệt đó. Rồi chúng ta còn 14.000, chưa đến mức là nghèo đói quá đâu, cứ không thả từ từ đã. Cái này là cái gì đây ta? 2005 mà nhìn cái này nó hiện đại phết vậy. Mình đã thêm được một cái kỹ năng mới, 20.000 đô. Sao gửi? 7 gửi. Anh này khó tính quá nha. Có những cái điểm rất là thú vị luôn. Tôi thì cũng muốn chơi thêm một tí nữa. Đỉnh cao của gameplay. Rồi bây giờ nó mới giới thiệu cái hệ thống nợ nần với nâng cấp 36.000 đô. Có lãi không ta? Như vậy nó có lãi không? Ngon. Anh em thấy đời sim bây giờ vẫn rất nổi bật thấy không? Ô, lên được 4 điểm luôn nè. Vậy mình đi học cái này làm chi? Mình cứ làm game là nó lên trình thôi. Mobile thì chắc tôi sẽ đầu tư vào Android. Không. Chủ đề xây dựng Honlit, đầu tư Honlit để mình làm con game mobile, mình kéo thêm một số cái lượng follow nhỏ nhỏ. YouTube đây. Honlit. Chủ đề Honlit là anime đi. Hả? Chưa mở cái mobile, xin chúng ta đi kiếm tiền tiếp thôi. Cái này thì nó nặng cái bản test lắm, làm game thẻ bài đi. Thẻ bài dạng chủ đề cướp biển hay là chủ đề nghệ thuật hay là anime hay là Viking. Thẻ bài thì tôi nghĩ nó hợp chủ đề này hơn. Quái vật cũng được. Sao giờ ta? Không có nào hợp với chủ đề chiến thuật. Chiến thuật cướp biển, thử nghe mới đi. Cùng lắm lỗ một tí thôi, không sao. Chiến thuật mà cướp biển nữa hả? Đây, nhảy con này được nè. Triều đại của cướp biển. Cướp biển thì trước tiên về cái mặt code nhiều. Viết lách thổi thổi đồ cũng ngon. Nó là dạng chiến thuật mà. Phải có một cái cốt truyện chứ.
Game này thì không cần đầu tư animation. Còn 26.000 nha. Chắc là nghiên cứu mở cái tutorial này. Tutorial là mình có thể ứng dụng cho tất cả con game luôn. Còn như cái phần mà tôi vừa mới tạo đó là con game chiến thực thời gian thực đó, thì nếu như anh em nâng cấp cái điểm mà tùy chỉnh nhân vật thì vô con game chiến thực thời gian thực đó nó chả có nghĩa lý gì cả. Năm chục k để thêm cái tính năng nhân vật vô. Không, tiền đủ ra. Game indie bây giờ thì đã thêm cái tính năng là đã thêm cái engine mới. Ghi game new ega rồi, ok. Có là một số cái bản giveaway do game mình muốn đầu tư cho họ không, nó sẽ tăng cái lượng follow lên. Có, cái này chính sách marketing truyền thông. Game của bạn tối ưu hơi tệ tí, nó có một số cái list là boost. Để bỏ cái này thì cần tốn 4.500. Rồi thuê cái chuyên gia làm việc fix bỏ lỗi bớt cho mình. Tốn 25.000 đô 600 củ cho một con game đó. 8 điểm. Ngon. Thanh niên này khó tính quá vậy. Shareware, rồi được rồi, mình có hai cái tên tuổi có khả năng ngon nghẻ đó. Trời ơi, có 28.000 à. Đầu tư gì mà nó không lãi bao nhiêu cả. Tính ra con The Sim này nó ngon á. Bây giờ để vắt sữa cái dòng The Sim này thì cứ mỗi 3 đến 5 năm chúng ta đẻ ra bản The Sim. Bây giờ có tí tiền 1 triệu đô để mở phá cái văn phòng mới. Mình chưa có thuê được nhân viên ha. Ủa sao vẫn 74 điểm ta? Tăng tí trình độ code lên. Không. Đi unlock. Unlock cái tính năng gọi là tutorial. Mobile cũng được. Mobile làm game miễn phí, ăn cái lượng fan lên. Trong vòng 40 năm là mình cứ vài tháng đẻ con game thì cứ thông thả đi. Sau này cái hồ sơ xin việc của mình nó sáng sủa. Rồi chọn đúng thể loại chủ đề thì nó sẽ ngon nghẻ hơn. Tôi vẫn muốn cái stylist này, nhưng mà giờ chưa cần. Tutorial 15k quốc. Rồi làm con game mobile miễn phí cho anh em. Mobile dẫn phone đích hả? Cái con bên dưới này giống 18 cộng cái gì, tôi không dám bấm vô đâu. Bấm vô mất công edit lại nó. Con lít từ đó tôi có con game gì đó. Cái gì nè. À cuối tháng này có con game kinh dị gì cũng khá thú vị nè. Ê, one shot à? Phone lít thì cái điểm lập trình của mình không cần nhiều. Đẹp, game mobile nào phải đẹp. Cốt truyện tạm ổn cho anh em đọc. Level design cũng không cần, trung bình. Nhạt nhẽo phải hay.
Không cần AI, Phonix mà AI cái gì không? UI quan trọng nè, hiệu ứng cũng quan trọng nữa, animation cũng không cần. Phonix thì nó gần như là mấy cái ảnh tĩnh thôi, anh em bấm vào thì nó tương tác nhẹ nhàng. Nó giống con game này nè, game này cũng dạng Phonix đó. Đầu tư một tí vô hội thoại, tương tác với người chơi là quan trọng nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vươn lên từ đáy xã hội, thả tốn tiền nữa hả? Làm game gì là đụng cái gì là cũng mấy chục củ cả trăm củ đó. Rồi mình 22.000 đô, nó đủ vui. 7,5 cân bằng 6 điểm, ông này khó quá. Tăng thêm tí follow. Rồi bây giờ chúng ta làm con game kiếm tiền, thể loại là làm thể loại đơn giản này đi, phone đích trên máy tính, chủ đề anime. Chủ đề anime thì 2D được rồi. Có game gì hồi đó tôi chơi mà nó dạng bấm 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 ta, quên tiêu rồi. Chúng ta chuyển về tháng 8 rồi. Đây nè, Hime Sina Island đồ nè. Rồi là Field of Mitchia gì nè, Mitchia gì hoàng tử 34 hả? Rồi rồi. Quỳnh tử 34 thì nó đâu phải phân tích. Game giải đố đi, kêu. Còn điểm này còn 19.000 phải không, còn 10.000, mình chưa có bay ngân hàng, chết rồi, sắp bay rồi. Còn 7.000, giờ này là không thành công thì chúng ta phá sản. Kết thúc cái vòng đời đời sim 1 thì chúng ta tổng cộng doanh thu nhận được là 61.000. Tính năng mới đã được nghiên cứu, tính năng hỗ trợ bản mod. 6,5 không à, 8 điểm này hả? Mấy thanh niên kia đánh giá gắt gỏng quá. Ali Khan cực kỳ đánh giá, cực kỳ tích cực. 30.000, nhận được thêm 28 follow. Bây giờ chúng ta chắc đầu tư thêm cái tính năng gì mới đi. Đầu tiên thì học cái này một cái được rồi. Art style nè. Đậm game 2D nữa ha. 2D pixel là đúng dạng luôn á. Bây giờ cái ngành game nó phát triển rồi nên cái lượng fan của mình tôi nghĩ nó sẽ tăng nhanh lên. Tăng nhanh lên rất nhiều.
Không, vẫn khai thác tiếp cái chủ đề kia. Platform. Platform. Rồi xong rồi mình học thêm một cái nữa là dạng màn hình cuộn, màn hình ngang vậy đó. $75k 1 triệu để làm game 3. 1 triệu tôi nghĩ là làm game 3 nó cũng chưa có nổi đâu. Trời ơi, media này, truyền thông người nổi tiếng, báo đài đăng tin 50 ngàn. Rồi, làm game thôi. Platform. Màn hình ngang thì chắc là chủ đề Viking cho nó đấm nhau. Đây là Trung Cổ đi, Trung Cổ đi. Platform mà sao 3D được? Bỏ 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 bỏ. Đây view phone đây. Nè màn hình cuộn có 3.000 nè, học cái màn hình cuộn làm con game cho nó dễ. Rồi, đó giờ chúng ta mới bắt đầu làm con game platform 2D chủ đề Trung Cổ. Định nhảy qua chủ đề Viking mà thôi. Chiến binh đại diễn. Style phải lên cao, cốt truyện không cần nhiều. Nãy đẩy cái môi trường lên mới đúng á, tại làm pixel mà dạng platform 2D mà. Thiết kế mấy cái này cũng khó lắm. Không phải đơn thuần là kéo thả đâu. Mấy con game có độ khó cao thì chắc mới cần Glugion, chứ mấy con game dễ dễ thì không cần mấy. 600 full luôn nè. Làm thế nào để mà làm game tốt hơn? Quyến rũ Alex của mình kết thúc vòng đời có 13.000. Chơi luôn, đầu tư thêm 6.000 luôn. Rồi nhà phát hành 50% lợi nhuận chơi luôn. 50% là khá ngon á. 34.000 cho game. 9 điểm. Ôi ôi. Thời tới, thời tới. Thời tới. Đó. Bức thư gửi từ fan thâm mộ của mình. Chiến binh đại diễn đã thay đổi đổi cuộc đời tôi. Nhảy lên cái mặt phẳng hàng mình ngang. Không bao giờ tôi trải nghiệm tuyệt vời đến như thế. Thời tới 200.000 đô mà có 70 follow vậy đó hả? Chết rồi, nãy chỉnh sao mình copy cái công thức đó, mình clone gần chục bản là vào chứ gì. Làm sao để mà trộm được cái công thức game này đó. Bây giờ đến lúc để chúng ta bắt sửa cái dòng The Sim rồi. The Sim là con game doanh thu cũng rất là cao nè nha, cao thứ nhì luôn á. Mở 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 mở. Một ca follow kiểu này anh em kiếm 1 triệu đô trong tầm tay.
Đi phan phan nãy game kia tên là The Sim. Chủ đề Trung Cổ hả? Thôi chủ đề game mang tính nghệ thuật tí đi. Hay là anime ta? Viking. Thử cái chủ đề mới. Cái 3D này mình phải FPS thì mới bắn súng góc nhìn thứ ba được. Nhập vai thì góc nhìn thứ nhất. Top down thì dạng là giả lập cuộc sống này nó ngon. Không không không, phải nghiên cứu cái kia nữa. Không có thể là lách xích 3D bây giờ được. Tối giản thì chỉ cần viewfront nè. Isometric là cái dạng này, nó sâu là cái chiều sâu giữa 2D 3D là anh em như đang thấy là cái hình lục giác như thế này đó. Là đúng là game này isometric luôn á, top down góc nhìn trên xuống, anh em chơi mấy game xây dựng đó. Này góc nhìn thứ ba, này góc nhìn thứ nhất. Bây giờ thì chưa có mở FPS đâu, nên chúng ta vắt sữa cái nó đi. Hay là chơi luôn cái con game FPS ta. Góc nhìn thứ nhất thì FPS nó cũng khá là ngon. Còn tùy thể loại bắn súng, anh em bắn nhờ như CSGO hay là Fortnite đồ nó lại khác. Góc nhìn thứ nhất cận chiến, góc nhìn thứ ba thì nó hợp mấy game nhập vai hơn. Chơi con game FPS luôn nha. Làm cái góc nhìn thứ nhất xong rồi học tiếp cái dòng FPS. Đây này này chủ đề FPS bắn zoom bay. Rồi làm con game FPS bắn zoom bay tên là cái gì? The Day Before đúng không ta? Ủa FPS shooter á, hình như mình có rồi. Có rồi. What? Chủ đề zombie hay là bắn súng hậu tận thế? Bắn zombie đi rồi bắn hậu tận thế sao? CSGO. CSGO. Bắn súng thì không cần cái này nhiều, đưa vào design đồ quan trọng hơn. À thì tạm ổn thôi. Hiệu ứng súng ống đồ làm đầu tư một tí. Rồi ok. Này thì kế quét là chính, không cần cốt truyện quá gì cả. FPS thì chắc chả cần UI đâu. Hiệu ứng súng ống là tạm ổn. FPS thì âm thanh nằm âm nhạc gì đâu. Hiệu ứng súng ống đầu cho nó chát chúa lên. Go go go. Semi-realistic là dạng như là nửa thực nửa ảo á, nó gần gần như là cái Unreal Engine mà phong cách xịn xịn hơn. Trời ơi, cảnh báo rủi ro trong cái ngành công nghiệp game này. Tỷ lệ game phá sản quá là nhiều. Mới nãy có hàng phá sản á. Rồi, triều đại cướp biển của mình đã đi đến hồi kết rồi. Quanh đích cũng đi đến hồi kết luôn. Tính năng là tùy chỉnh phím mà tùy chỉnh nút mà. Mình đã lỗ hai mươi mấy ngàn. À đóng thế là gần 30.000 trong năm 2007. Trời ơi, không quan tâm bả này nữa hả? Rồi 6 điểm. 7 rưỡi nè, 8 điểm nè.
trung bình là 7 thôi, không được cái mức như kia. Nói chung là cũng có lãi nhưng mà lãi không nhiều, lãi không nhiều. Rồi chúng ta tiếp tục bắt sửa đời sim thôi, live sim bối cảnh Trung Cổ, nghiên cứu cái đồ họa thời gian thực để coi nó tốn bao nhiêu tiền. 10k, 10k không ngon bằng kia. Chủ đề anime PC. Tôi quản giả lập thì isometric nó ngon hơn, isometric nó ngon hơn như thế này nè. Ê, nhầm 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 nhầm. Rồi lỡ rồi, làm luôn. Đang định làm cái gì quên mà tự nhiên bấm vô cái đó. Là đang làm cái livestream chứ không phải là isometric. Công thức thành công. The Sim 2. Phải không? Phải không? Đúng rồi. Đồ họa đỉnh cao, tạo ấn tượng tốt, ánh sáng, câu chuyện. Điều mấy cái này hết đi. Giả lập thì cần thời gian chơi rất là nhiều nên chắc cho cái phần âm nhạc lên tí. Mấy này thì đều hết, đầu tư mỗi cái tí. Chừng nào mình mới thuê nhân viên được ta, chứ một mình một thân làm game mà lòi mắt như thế này. Ồ, lại mà có cái này nữa còn ngon á. Rồi bây giờ nó ra cái tay cầm điều khiển rồi nè, 58.000, 7 điểm à, 7.5, 7.5, 8 điểm không, 8 điểm. Nói chung là cũng tạm ổn thôi, cũng không hơn nhiều. Còn thua bản cũ nữa, vắt sữa kiểu gì mà bèo hơn bản cũ nữa. Có chiến binh đá giếng này là ngon à. Chiến binh đá giếng này là 2.7, mới đẻ 2.7, không lẽ 2.8 mình vắt sữa tiếp. Bốn chín. Làm con game miễn phí nữa.
con đít mà cốt truyện hả ta? Quên đích thì cần gì hướng dẫn? Con game của mình được bạn bè muốn đầu tư 20.000 đô. Đầu tư luôn. Rồi phí lỗi tốn thêm 6.000 nữa. Làm con game dạng phone lít mà có lỗi nữa. Còn 6.5 không à? Tính ra có 7 điểm mà. Chết rồi, lỗ nặng rồi. Lần trước làm thì còn được 500 follow, bây giờ còn 90 follow à. Là tốn tới 37.000, còn đắt hơn mấy con game lần trước cộng lại đó. Đắt tiền nhất luôn chứ gì nữa. Game FPS. The Die Before. Không không không. Mình phải học cái đồ họa trước cái đã. Đồ họa tả thực cái đã. Rồi mới là làm con The Die Before. Súng hậu tận thế chứ không bắn dùm bay nữa. Quan còn game gì nữa ta? Game gì đang hot hot rồi đó, tôi có chơi một thời gian mà quên tên đi rồi. Trời ơi mạng nó chạy ghê à. À, One Human. Thiết kế thế giới mở thì mới cần cái quạt này. Bây giờ cứ level design đi. Đây, cho nó khôn khôn lên tí. Animation cho nó mượt vô để cho nó đẹp lên. Cốt truyện đồ cho sâu lắng một tí. Được nhiều tiền đây, bản địa hóa và dịch thuật hướng dẫn luôn. Thế hết 2008 luôn đó hả? Nhanh với vậy. Hiệu năng thì không tốt lắm, tốn 4.500 nữa cũng được. Tại tạp chí game nó đăng cái gì nữa đây? Bây giờ những cái trò chơi phối hợp tai và mắt rèn luyện kỹ năng dạng như là mấy con thi đấu đối chọi trực tiếp như là bắn súng FPS Mobile gì đó. Mình đang làm nè. 8 điểm luôn, 7.500. 7.500, 8.9 gì ơi. Rồi 7.500 mà. Trời ơi.
tạo được 10 con game nhỏ. Bây giờ làm sao để mà tăng cái game của mình lên nè. Thêm size nè, 75.000. Lên cái văn phòng thì mới được 1 triệu đô, biết tới chừng nào lận. Dầu công thức bát sữa bây giờ toan rồi gì. Hai năm rồi, chúng ta tiếp tục chiến binh đáy giếng hai thôi. Chuông cổ à. Tên viết gì phải không? Chiến binh đá giếng, đúng rồi đúng rồi. Rồi chiến binh đá giếng 2 sẽ được ra đời. Đồ họa phải đẹp lên. Thiết kế môi trường âm thanh gì đó, cốt truyện gì đó trung bình thôi. Platform nên không cần UI nhiều. Animation phải 1. Lệnh quản là khai tử cái dòng game mình luôn á. Thành công đi nha. Có nhà phát hành nào muốn đến đây đầu tư không? Đầu tư cho mình 50k để mình thay đổi cái nhân vật gì đó. Bé Ngọt đầu tư cho tôi rồi. Ok, nhân vật chúng ta bây giờ sẽ chuyển sang màu da đen. 30% lợi nhuận hả? Được. Bảy rưỡi à? Rồi 6 rưỡi à? Toan rồi. Hồi nãy 9 điểm không à? Rồi ôi. Tôi sáng tạo dòng game mới thôi, không có đào mộ được nổi nữa. Nói dùng cái dòng bán dôm như thế này cũng là khá. Chiến binh đá giếng đầu công thức làm sao mà nó lên được cái này được ta? 9 điểm được ta? Biết nào mới đủ 1 triệu đô khởi nghiệp rồi. Thải là 2-5 phải không? 2-6 không? 2-5 4 năm trong ngành công nghiệp game rồi đó. Cho nhân vật mình nó lên tí chỉ số đầu rồi. Không có đầu tư nhiều cho nó. 6 tháng đi học, nâng cao kỹ năng lập trình, viết code đồ lên. 6 tháng là phí sinh hoạt mình 12.000, nó gần như 4 mấy ngàn đó. Đây bản dịch bản điện hóa thì sẽ tăng thêm cái sản lượng mình bán hàng. Steam nó cũng diện đó nha, Steam rất là ưu tiên những con game hỗ trợ nhiều ngôn ngữ luôn. Với lại bây giờ công nghệ AI nó phát triển này, nên việc hóa con game hay là dịch thuật rồi đó, nó cũng hỗ trợ khá nhiều. 100 điểm luôn, vậy là nó tăng 18 điểm hả? Làm tiếp con game bắn súng thôi, chủ đề mà bắn súng thời trung cổ làm gì có súng không? Bắn súng cướp biển. Đồ họa tả thực. Cướp biển KGB 1. Phần này là phần đẻ ra tiền của chúng ta. Cướp biển nên chủ đề chắc là nó đẩy mạnh vô visual đi, hiệu ứng sóng nước đầu con thuyền nó gập ghềnh rồi đó. Thế
thêm tí quét nữa cho không thôi nó giống school nập bon là ton luôn. Queen and Bone là con game 4A của mấy anh Ubi. Đây, bản địa hóa tutorial, game này khó đó, nó xem hướng dẫn trước khi chơi nha. Q1 đã kết thúc vòng đời nữa rồi, tí nữa mình đẻ ra con Q2 nữa. 35.000 7 điểm, 8 điểm rưỡi, ngon, 8 điểm, lên chỉnh tí đó, tính ra gần 8 điểm nè. Lô mình bèo quá vậy đó. Chiến binh đáy giếng nhìn vậy mà cũng 100.000 đô nè. Chắc đẻ thêm con kêu nữa. Phonix anime. Không có game giải đố à. Làm con game mà Phonix giải đố thôi. Phonix anime giải đố miễn phí trên mobile. Bây giờ cuối năm này. Phải không? Phải không? Kêu màu bây giờ kêu 2. Đồ họa đẹp đẹp đó. Âm nhạc nghệ thuật đầu tư lên tí. Nếu mà design viết tách đầu lập trình đầu trung bình. Con lít thì làm gì có nhiệm vụ. Rồi, bản điện hóa tutorial luôn, có 5.000 là đầu tư luôn. Mình nửa triệu đô rồi nè. Kiếm tiền chưa bao giờ dễ đến thế. Chuỗi cái mà tính năng ngày đêm. Tính năng ngày đêm bây giờ đã được nghiên cứu và phát triển. Rồi game bây giờ nó đang mà bất cập quá, rất là nhiều người nghiện game luôn. Trời ơi đúng thế, 4.000, 40.000 đó. Game này 40.000 đó. 8 điểm nè. 8 xong rồi còn 7, cộng lại có 7 rưỡi à. Chưa có lên được cái mức trung bình là 8 đến 9 điểm. Lượng follow cũng không nhiều nữa, tốn 40.000 đô để làm con game đó. Đắt hơn mấy con kia nhiều luôn á. Cơ bộ mà làm game mobile miễn phí không có ngon rồi anh em ơi. Vừa không có tiền để vừa tốn thời gian. Không làm mấy game Phonix đâu. Làm game dễ đố. Game dễ đố Phonix. Lên chi đích, chi kích. Đồ kích đích cấp. Đồ họa nó thì trung bình thôi. Âm nhạc nghệ thuật lên, level design tạm ổn, cốt truyện trung bình, code trung bình. Mát điểm UI luôn. Cốt truyện thì con game tôi chả có cốt truyện luôn nha.
voi music hay âm nhạc. Đây, game đầu tay của tôi đây. Nó phát hành trên Steam luôn rồi. Nào. Đó. Được viết trên cáp. 94% của 17 người review game này. Có bản điện hóa rồi có thêm mấy cái chức năng nữa. Chắc tôi mở cái này. Thêm cái một hành tụ nữa. Tính năng ngày đêm đầu chẳng hạn. Rồi làm tiếp một con game bắn súng nữa. Làm thêm con game FPS nữa. 2010. Chúng ta có biết chơi hay gì không ta? Rồi bây giờ rất nhiều công nghệ mới phát triển nâng cao cái kỹ năng lên. Rồi có 7 điểm à. Rồi toan luôn rồi. Game thất bại quá. Đây chúng ta mở khóa cái tính năng ngày đêm hay là cái gì đó. Thành tựu thì vẫn mấy con game nho nhỏ thôi. Mở khóa tính năng thành tựu đi. Thành tựu thì làm mấy game nhỏ nhỏ ngon. Xong rồi tính năng ngày đêm là thế giới mở rồi. Hả khoan. Rồi chiến binh đá giếng kết thúc vòng đời rồi. Tôi muốn làm thêm con phone đích cái kiểu tối giản đó. Con này 39.000 đô à. Cái mấy cái góc nhìn này trước sau cũng phải cần à. Bây giờ đầu tư luôn đi. Thôi làm game mới gì làm game mới. Đầu Witcher nha. Witcher là trung cổ không. Witcher 3 là đỉnh cao luôn. Cốt truyện đâu phải sâu lắng đâu vô. Đưa vào design trung bình thôi. Game nhập vai mà. Thiết kế thế giới rồi thì ngon. Rồi, chúng ta có Witcher đó. Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3 nữa. Đầu tư phết nữa chứ. Thất bại nữa là toan quá. Không biết nào mới được 1 triệu đô nè. One Human tu lít gì bay màu như này. CSGO One cũng bay màu luôn rồi. The Sims 2 cũng kết thúc vòng đời luôn rồi. 40.000 đô cho game này. 7,5 à. Rồi ơi 9 điểm này hả? À? Lên được mức 8 rồi đó. Rồi bò ổn. Nhưng mà có 6 mấy ngàn vậy đó hả? À? Em này rất là tận hưởng Witcher 3. Rồi cái tính năng thành tựu gì đâu ta? Bắn súng cướp biển
chắc làm chủ đề bắn súng nữa thôi. Bắn súng nữa thì chắc phải nghiên cứu cái thế giới mở á. Nghiên cứu cái thế giới mở rồi nè. $50.000 đó trời. Tính năng thời tiết, hiệu ứng trời mưa đồ đó. Công nghiệp game bây giờ mở rộng dành cho nữ giới như mấy con game casual dạng nhẹ nhàng giải trí á đang phát lên. Mới học cái open world thì nó lại game casual. Rồi vắt sữa The Sims 3 thôi, The Sims anime. Còn chết rồi thôi, thấy mà nãy giờ tiền nó không có lên gì. The Sim phải bản 3 không? Có bản 2 chưa? Có rồi. Tiếp The Sim 3 của chúng ta thì đồ họa phải đẹp, âm thanh phải hay. Còn mấy cái kia thì trung bình thôi. Hàng này thấp hả? Nơi sim thì cốt truyện quá gì đâu, cho nó hội thoại với nhau để mấy nhân vật nó trò chuyện với nhau. UI cũng không cần nhiều nữa. Play sim thì chả cần AI đâu, nó cứ đi vào nó làm thôi. Livestream phải có cái phần quyết tâm nhân vật á, điều chỉnh nhân vật á nó mới học. Cái đó là cái quan trọng cực kỳ bậc nhất trong cái dòng livestream luôn. 50% lợi nhuận. Rồi đầu tư vào cái mảng game này nó sinh lợi nhuận 40.000 đô nữa nghe. Đánh giá là sao? 8 điểm, 7 điểm, 6 rưỡi. Chết rồi. Chết rồi, đời Sim 3 bắt sữa không thành công. Tục điểm này luôn. Một trong những con game mà tệ hại như Logic XCAP chủ đề anime. Cái sùa mới nãy nói ngon lắm mà. Sao giờ tình hình nó bèo bọt vậy? Đâu rồi tính năng rồi. Biết nào mới được 1 triệu đô mở cửa hàng trời. Làm con game open world á, mình có đợi human chứ ta, quanh human nè, lên tu human. Bắn súng hậu tận thế PC. Đồ họa tả thực tu human không quanh human hai thôi, tu human đi, không có ăn theo cái quá khứ nữa, ăn mày quá khứ nhiều lắm. AI nó khôn quá được không ta?
bắn súng hậu tân thế nên chắc không nói chuyện gì đâu. Nói chuyện với ai bây giờ? Đeo cái mặt nạ phòng độc vô thì lẩm bẩm mình đó. Thôi ok, quất hai cái này. Đây Open World ngày đêm này bản địa Tutorial sẽ phá sản luôn á, nghe biết bao nhiêu tiền của đổ dồn vô con game này đó hả? Daily upset luôn, Daily upset trải nghiệm sớm. Thôi 50% lợi nhuận cho nhà phân phối. Tổng cộng là 60.000 đô cho con game. 8 điểm nào, 7,5. Chết rồi béo vậy. Ôi ôi. Nhưng mà nó vẫn 8 điểm chứ không phải là 7,5 nè. Hả? 8 điểm mà còn tụt giảm nữa. Mấy anh game thủ này khó tính quá nha. Tôi làm mấy con game mà như Ubisoft bây giờ á. Đi học cái kỹ năng marketing nửa năm luôn, đầu tư vô. Marketing đầu tư vô mà làm game bán không chạy nữa, tôi chuyển qua làm coi đất, đi bán bất động sản. Hả? Tự động thiết kế map, map gì luôn nào? Logic ít cấp kết thúc vòng đời rồi. Công ty mình 4988. 110, 110 luôn. Quanh human rồi. Tu lít trời sim rồi, làm con CSGO bắn zombie thôi. CSGO go. Đôi zombie. PC. Không, không, nãy nó có tính năng gì mới á. Đây, đây, đây. Sáng tạo bản đồ thế giới nè. Bốn mươi lăm ngàn đầu tư xứng đáng nữa. Bây giờ nó tạo một cái thế giới gọi là Open World rồi chẳng hạn. 2012 đó hả? 2012 là chủ đề game tận thế là đúng bài luôn rồi. Nó có nguyên cái phim 2012 luôn á. Mới bắn hậu tân thế rồi, bây giờ bắn dôm đây. Chưa có mở được cửa hàng nữa trời. Quanh hưu mình rồi, tu hưu mình rồi. Quanh hưu mình này không có được follow gì cả. Ý, con này follow nó lên 1.000 mấy 2.000 là ngon phết đó nhá. Vậy làm game mobile đâu có lỗ đâu. Lập game mobile là đầu tư cho tương lai á. Mấy game ghi tương lai á. Mấy game này thì thuộc thể loại hardcore nên nó không lên. Con này à, con này game bán dở phí. Tối ưu tốt quá không ta, tối ưu tốt quá là thành bắn dùm ba gì nó tính năng đi thôi cho ai nó không lên 333 điều hết. Bảy trăm rưỡi ngàn phải không, tôi đầu tư sạch sẽ vô luôn. Open World nè, sáng tạo môi trường nè, tutorial hệ thống ngày và đêm nè, dịch thực nè, là chip mình thành tựu nữa nè. Thực ra làm cái thành tựu trên Steam nó dễ lắm. Rồi bây giờ bắt đầu vô cái tiến trình nghiên cứu để phát triển game đó. Một nhóm game thủ là muốn chơi sớm con game của mình nên tung ra giai đoạn early access cho những người đó. Hả?
giveaway luôn. Năm rưỡi, ok luôn. Trời ơi, gần 100.000 đô cho con game. Chứ 6 điểm mà ông nào chấm gắt quá vậy ông ơi, Ali Khan này. Chục follow bảy mấy ngàn game thôi. Follow cao nhất vẫn là Q2 này. Chắc làm tiếp Q3 dạng fanfic anime luôn á. Tăng cái lượng follow lên. Nhưng mà follow nãy giờ không thấy gì nha. Nãy giờ bán cũng không có chạy mấy. 2013 hồi nãy là theo cái kia nó sẽ có cái tính năng mới gì đó. Lỡ nghiên cứu nốt cái này đi, cái tối giản luôn, tối giản là nó cực kỳ đơn giản luôn. À, làm game miễn phí cho anh em ha. Phần đích anime mobile thôi, làm PC đi, chết là không có bắt được á, không bắt được thôi. 2D 3D show magic tối giản. Cái này tăng nhiều quá rồi. Chưa đến mức hoàn hảo nhưng mà nó có một nét quyến rũ rất là riêng biệt. 7.4 hả? Bèo cái gì? 99 follow ngay thời điểm phát hành. Ô, tu hô mạnh lên được 1.000 follow luôn nè. Đến lúc chúng ta vắt sữa chiến binh đá giếng rồi đó. Platform bình đại chiến 3. Cốt truyện thấm đẫm tình người. Một thế giới mở cực kỳ rộng lớn, tương tác trực tí với người chơi. 2D platform, platform nên không cần đầu tư nhiều cho AI đó. Animation là phải một UI bình thường được rồi. Chừng nào mới thuê nhân viên được trời. Bây giờ đến cái thời kỳ MMO nè.
Bây giờ đã mở tính năng là thanh toán trong app luôn. Game mà nhiều kết thúc bây giờ cũng có được nữa, multi ending đó. Đúng thế, 2012 sang 2013 rồi. $60.000 cho một con game 2D. Khoảng 60.500 à, rồi ăn cám luôn. Rồi, đi xuống đáy xã hội luôn. Tục giảm về đáy xã hội luôn. Thôi bây giờ lên văn phòng mới là phá sản luôn các bạn ơi. Đừng để là cuối năm đi ha, 2014 đi. 2014 rồi mình dọn văn phòng đi. Thanh toán trong mạp. Đó. Đây để coi đẻ coi con gì nữa giờ. Kỳ lích ha, kỳ kích. 800, quanh đích thì nó có 500 thôi. Q2 được nè. Quanh đích anime. Genshin Impact. Kỳ tu lấy. Kỳ tu lấy mà cho nó hành động nhập vai luôn hả? Thôi livestream đi, livestream dễ hút máu hơn. Đồ họa này cho nó dễ thương tí. Và mình có một cái con mà đây con game khởi nghiệp đầu tiên của mình có 6 điểm đây. The Sim thì mới nhảy lại phiên bản này. Thôi để tôi đi kiếm con game đó. Xin xem hưu này cũng không hay cho mấy à. Tôi cảm thấy thất vọng với game này lúc chơi luôn á. Cái gì này à? Đây đây đây. Avia. Game này cũng hay. Game này thì nó thiên hướng nông trại, mang tôi cũng viết cái review rồi đó. Nhìn theo cái cần của Cobia đi. Chữ này hơi khó viết nha. Đẹp. Nhạt nhẽo đầu lên. Không cần tối ưu luôn. Hay là mua cái media ta để báo chí đồ cho nó lên nhiều nhiều một tí. Thanh toán trong mạp thì chắc nó đâu cần thành tựu đâu, cần cho cần để đua top chứ. Vậy như là laser này đã nạp được VIP 10. Bèo nghe à. Tôi không thấy có triệu chứng gì để dẫn đến sự thành công luôn á, nó không nhảy ra mấy cái sự kiện gì hết. Con này 51.000 đô, 7 rưỡi, 6 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, trung bình, trung bình yếu, tục giảm cho tôi rồi. Đậm game nữa rồi mình đi mà thuê văn phòng mới. Bây giờ vắt rửa game gì nữa giờ. 2011, cách đây 3 năm rồi. Chúng ta lên livestream anime The Sim 4 nha. Livestream anime PC thì đang nhỏ.
chơi một người, góc nhìn thứ ba isometric, còn họa sẽ thay lead cho nó đẹp. Đây sim animation cho nó mượn tí. Cốt truyện thì không cần, nhạc phải hay. Chắc phải đầu tư cái truyền thông á, đầu tư cái truyền thông cho nó lên follow. Được mà, đầu tư cho 50k vào cái dự án đó luôn. Mình mới mất một đống follow luôn, trời ơi. Phí 5k cho một tính năng buổi phỏng vấn đặc biệt hả? Studio mình được phỏng vấn đặc biệt, nhưng mà mình phải chi 100 củ. Rồi feedback 5k nữa. Lỗi là lạng quạng là review là đâu quá. Tổng cộng là 50k. Hết năm đó chúng ta chuẩn bị dọn sang nhà mới thôi. The Sim 3 vừa kết thúc vòng đời rồi, chúng ta sang The Sim 4. Còn có 6 điểm mà. Ông với gì đó, tự nhiên có 1.8 điểm nè. Thôi vui lòng đợi. Bây giờ mình có thể thuê em nhân viên ở đây. Bạn mình có thể huấn luyện nhiều cái nhân viên trong cùng một thời điểm luôn. Rồi chỉ cần đi đến cái màn hình nhân vật đó, nhấn vào nhân vật đó và chọn những cái người đó để mình huấn luyện. Rồi chừng nào cần thì mình bấm vào cái đào tạo thôi. Đó, thêm được một người nữa hả? Ủa, tôi nghĩ là mình thuê 1 triệu đô á, nó lên cái văn phòng nó không có trừ 1 triệu đô của mình mà nó trừ chi phí sinh hoạt hàng tháng của mình. Hồi nãy là mình ở trong cái nhà riêng thì mỗi tháng có 2.000 đô à, ra đây thì tôi nghĩ là 5.000, 10.000 đó chẳng hạn. Đây. Thuê bằng mòm thì không tốn tiền. Hả? Cái gì đây? Tin tức báo chí mới nữa. Tương lai của cái ngành công nghiệp điện tử này mở rộng luôn. Bây giờ trường học lập trình game đã mở cửa. Rất là nhiều sinh viên đuổi tin bây giờ đã tham gia vào cái khóa học lập trình game. $6.000 một tháng vào năm 2014. Chỉ số nó khủng khiếp luôn nè. Ivan, anh này người Nga chắc rồi. Không có xẻ gầy gì đâu nha. Bây giờ làm gì nữa? Ê, khoan, coi có cái gì mới không? Thích xếp hạng. Trời, hơn được có 4 mạng à. Bây giờ làm cái dự án lớn đi, quên tin đây. Nó có cái bóng đèn trên đầu là gì? Rồi phí sinh hoạt mỗi tháng là 14.000. Q3 kết thúc vòng đời à. Q3 này của mình thì Q3 là hồi nào vậy ta? Tôi nhớ mới đây mà. 500 follow cũng được. Bây giờ thì cần phải marketing truyền thông lên. Chỉ số nó khủng khiếp hơn mình nhiều luôn á.
thê này vô là mình phế vật luôn rồi. Lạng quạng nó học lỏm công ty mình, nó mở công ty riêng cái là mình về hưu non luôn. Đầu tư cho truyền thông, báo chí, báo đài. Gần 2 tiếng hồ mới lên được cái văn phòng mới đó nha, 25 củ đô đó. Rồi còn đầu tư được cái gì nữa không? Cái này nhân vật không cần. Hệ thống thời tiết thì chỉnh nhân vật nhiều cái kết khác nhau. Hai cái này nó đi chung với nhau ngon nè. Lựa chọn nhiều cái hội thoại cùng lúc với mà nhiều cái kết thúc khác nhau. Làm con game open world thế giới mở. Bây giờ dự án mình lên tầm cao mới, đẩy công ty lên trên bờ vực phá sản luôn. Hệ thống thời tiết gì chơi hết. Thôi bây giờ mình làm cái gì ta? Hồi nãy mình nhớ có con game nào cổ lắm rồi đó. À, Witcher đúng rồi. Đó. Witcher 2. Cái này thành MMO luôn rồi còn gì nữa. Thôi thôi thôi, xin laser thôi. Ủa có thêm được nhiêu điểm đâu? Thằng này chỉ số nó cao khủng khiếp. Năm chục ngàn đô cho quảng cáo. Hệ thống thời tiết thế giới mở, bảng điều hóa thành tựu hệ thống ngày là đêm sáng tạo thế giới, thì chỉnh phím tutorial quốc. Kết thúc mở DLC. Có lãi. Tôi là Lữ Giang. Tôi muốn nói với bạn về đồ Witcher 2, hệ thống cân bằng các thử thách trong trò chơi thật là tuyệt vời, tính chiến thuật cao, tôi đã rất hứng thú với nó. Mười năm trong ngành game rồi đó. Mở màn mà 200.000 đô này là thực phẩm rồi. Mà đầu tư 153.000 à. Thế giới mở open world phải đi với hộp cát. Làm game nhỏ nhỏ cái nữa đi. Rồi chúng ta kết thúc cái mà K1 của con game này đây. Trời mưa lớn quá. Thể thao điện tử à? Bây giờ đã hướng đến cái giới trẻ rất là nhiều.
Nó không phải là một trò chơi nữa, nó đã trở thành một môn thể thao rồi, nơi mọi người là cạnh tranh với nhau về trình độ và kỹ năng cũng như tính chiến thuật. Lâu rồi chưa có game bắn súng 3 năm này. Hả? Không không không. Nó phết đi gần. Bàn mát quảng cáo hút máu trong game. À, phép lệ gần của chúng ta đây không có sự kiện gì ta. Chết rồi, 300.000 đô, 10 điểm, 10 trên 10, di ảnh liền, ủa chụp ảnh nhớ nhầm, di ảnh là đi luôn. Ôi ôi, Apex Legends, giữ đô, tôi đã bị nghiện trò chơi Apex Legends, hệ thống AI cực kỳ thông minh, khỉ á. Hồi nãy ai tôi chọn có một điểm à, tại tôi chơi game đối kháng bắn nhau mà. Rồi thôi hôm nay chúng ta ngừng ở đây ha, game này có xếp không, rồi có thời gian chơi tiếp game này cũng 2 tiếng này, trời mưa lớn quá.